Tiểu sử Quỳnh Lam, nữ hoàng phim xưa và đời tư ít biết. Quỳnh Lam sinh ngày 10 tháng 5 năm 1984, tên đầy đủ là Hoàng Quỳnh Lam. Cô là một nữ diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia diễn xuất khi còn là sinh viên. Quỳnh Lam là diễn viên được khá đông khán giả yêu thích nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên chân thật. Cô được công chúng đặc biệt danh nữ hoàng phim xưa của làng phim truyền hình Việt. Ở Quỳnh Lam, cô có khuôn mặt thanh tú, nét đẹp hoài cổ đầy mê hoặc. Gia đình Quỳnh Lam có truyền thống võ thuật, nhưng bản thân cô vốn yêu thích ca hát và đóng phim. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, Quỳnh Lam chọn thi vào ngành anh văn. Cho đến năm cuối, tình yêu về diễn xuất trong cô quá lớn, nên người đẹp quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Người trong nghề đều rất yêu mến Quỳnh Lam bởi cô là người rất thân thiện và là diễn viên đi lên từ chính thực lực của mình. Từ ngày bước chân vào làng giải trí, Quỳnh Lam tham gia loạt bộ phim ăn khách như Theo dấu hương xưa, Mãi theo bóng em, Hoàng hôn ấm áp, v.v. Trong đó, bộ phim Cô dâu tuổi dần đã đưa tên tuổi của Quỳnh Lam trở nên tỏa sáng hơn. Nữ diễn viên tham gia đóng phim đã 11 năm, hình ảnh của cô luôn gắn với những bộ phim truyền hình dài tập. Dù chưa có duyên với phim điện ảnh, nhưng Quỳnh Lam lại là gương mặt quen thuộc đối với khán giả cả nước. Vốn có vẻ đẹp mộc mạc, đầm thắm, hoài cổ, nên Quỳnh Lam rất hợp với những bộ phim xưa. Thậm chí nhiều người còn nhận xét, cô sinh ra là để đóng loại phim này. Đó cũng là lý do vì sao khán giả phong tặng cô với danh hiệu Nữ Hoàng Phim Xưa. Hiện tại, Quỳnh Lam đang đảm nhận vai chính trong bộ phim Luật Trời. Cô đóng hai vai là Thảo và con gái Thảo, nên đồng nghĩa cô vừa là em lại vừa là con của Ngân Quỳnh. Bộ phim đang được nhận rất nhiều sự quan tâm từ công chúng với nhiều tình tiết lâm ly bi đát và hấp dẫn. Quỳnh Lam cho biết, không riêng gì khán giả, bản thân cô cũng là một người rất thích thể loại phim xưa. Vì vậy, người đẹp quyết định theo đuổi dòng phim này, vì thấy tuy cũ nhưng 10 năm xem lại vẫn như thế. Theo Quỳnh Lam đánh giá, phim xưa sâu sắc và nhân văn. Tuy nhiên, để đạt được danh xưng nữ hoàng phim xưa mà nhiều người ưu ái dành tặng, Quỳnh Lam cho biết cô đã phải dành cả thanh xuân để đi theo đuổi, tập trung tìm hiểu thể loại nhằm ra mắt những dự án chất lượng nhất. Cô kể, thời mà phim xưa chưa được chú ý, tôi đã phải vạch ra cho mình kế hoạch, đã phải hy sinh những bộ phim hiện đại chỉ để hướng đi của mình định ra là đúng. Trong khi bạn khác một năm đi 4 năm phim hiện đại, còn tôi chỉ lẹt đẹp một năm tập trung một hoặc hai phim xưa. Giải thích về quyết định lựa chọn dòng phim xưa để theo đuổi, Quỳnh Lam tâm sự. Bản thân cô mong muốn trụ được với nghề một cách đặc biệt chứ không phải xuất hiện nhiều nhưng nhạt nhòa. Đồng thời, nữ diễn viên thừa nhận cô thấy mình đẹp hơn khi tham gia phim xưa. Nhiều đạo diễn nói có lẽ vì thấy tôi có khí chất của người phụ nữ xưa nên vào phim khá ngọt. Trong thời điểm mà có nhiều diễn viên nổi tiếng khác nhưng tôi được vinh danh nữ hoàng phim xưa như vậy, điều đó không phải là hạnh phúc đối với tôi hay sao? Đó là phần thưởng mà công sức tôi bỏ ra bao năm để đạt được, là cả quá trình lao động tích cực mới có. Quỳnh Lam chia sẻ về danh xưng mà nhiều khán giả ưu ái dành tặng. Nói về hành trình làm nghề của mình, Quỳnh Lam thừa nhận làm diễn viên không thể giàu được. Cô cho biết bản thân mình nếu tích góp, tiết kiệm thì may ra có thể mua sắm chút đỉnh, đó là chưa kể đến việc nhiều công ty quỵt tiền cát xê. Đồng thời, diễn viên Luật Trời nhấn mạnh, nếu nói làm diễn viên giàu thì đâu có chuyện, nhiều người phải bỏ nghề và thậm chí là buôn bán kinh doanh nhỏ để ổn định cuộc sống. 13 năm hoạt động nghệ thuật, gia tài phim ảnh truyền hình cũng kha khá, nhưng tôi cũng chỉ mới mua được nhà cách đây 2 năm mà phải tiết kiệm tối đa. Cũng chỉ vì đam mê diễn xuất, muốn cuộc sống muôn màu muôn vẻ và có ích cho xã hội nên tiếp tục với nghề. Bạn không nghe rằng, có tiếng mà không có miếng đó sao? Nói về quan điểm làm nghề, Quỳnh Lam thẳng thắn cho biết cô không ngại thực hiện những cảnh quay vượt quá giới hạn để có thể phục vụ cho nghệ thuật. Tiết lộ về phản ứng của bạn trai ngoại quốc khi xem những cảnh nóng của mình, nữ diễn viên kể: có lần tôi cho anh xem cảnh mình bán thân để lấy tiền cho con ăn học. Trong cảnh phim đó, tôi bị bạn diễn đè lên người hôn mình
mặc áo ống để lộ vai và bạn diễn thì ở trần. Thấy cảnh đó, bạn trai còn cười lớn và chọc tôi: sao em đơ vậy? Thật ra anh rất ngưỡng mộ công việc của người diễn viên nên không ghen vô cớ. Tôi không giấu anh việc gì cả, hay tâm sự việc đóng phim cho anh nghe, nhất là những cảnh nóng. Anh luôn an ủi và động viên tôi, bởi vì anh biết đó là công việc của tôi. Anh hiểu tính tôi nên rất tin tưởng. Quỳnh Lam và mối tình lãng mạn với bạn trai Tây. Quỳnh Lam hiện đang có mối tình 10 năm với bạn trai Tây. Cả hai đã sống chung nhiều năm nhưng chưa kết hôn. Nữ diễn viên đã vài lần về nhà bạn trai để ra mắt gia đình. Quỳnh Lam từng chia sẻ gia đình cô không hối thúc về con cái, nên kết hôn bản thân cô cũng muốn kinh tế ổn định rồi sẽ nghĩ đến chuyện xa hơn. Hiện cả hai đã có cùng tích góp và mua một căn nhà. Trên trang cá nhân của mình, nữ hoàng phim xưa thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ của mình và bạn trai. Được biết, nữ kim của Quỳnh Lam là người Anh, cũng đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Bạn trai của nữ diễn viên rất chiều cô, hay chơi đùa và săn sóc Quỳnh Lam. Cả hai yêu nhau đến năm thứ 7 thì cô được bạn trai cầu hôn. Các cặp đôi yêu nhau bao giờ cũng có những phút giây lãng mạn và đôi khi cũng giận hờn chia tay. Có đoạn thời gian Quỳnh Lam và bạn trai tạm xa nhau, anh về nước tìm việc và sống cùng gia đình. Nhưng được 6 tháng sau lại vội vàng quay về Việt Nam và xin lỗi Quỳnh Lam vì xa cô anh không thể làm gì được. Cũng từ đó anh quyết định nơi nào có cô anh sẽ ở đó. Từ sự chân thành ấm áp ấy đã giúp cả hai từng bước vượt qua bao khó khăn và vẫn hạnh phúc như ngày nào. Trao đổi với phóng viên, diễn viên Quỳnh Lam cho biết cô và bạn trai Alex vừa kỷ niệm ngày tròn 10 năm yêu thương, gắn bó. Cả hai từng dự tính tổ chức hôn lễ nhưng do ảnh hưởng dịch nên hoãn. Lễ cưới cũng chỉ là hình thức thôi nên cả hai không áp lực. Chúng tôi đang đợi tình hình dịch ổn định rồi tính tiếp. Theo Quỳnh Lam, trong giai đoạn giãn cách xã hội, cả hai dành thời gian bên nhau. Bạn trai người Anh dạy học online, nữ diễn viên nấu nướng làm việc tại nhà, đọc kịch bản mới và tranh thủ cập nhật thêm thông tin dịch bệnh từ các kênh truyền thông chính thống. Trải qua 10 năm gắn bó, Quỳnh Lam và bạn trai vẫn giữ được tình cảm mặn nồng. Nữ diễn viên cho biết, cả hai duy trì những nguyên tắc rõ ràng trong tình yêu lẫn cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe và không được to tiếng mỗi khi xảy ra chuyện. Khi cả hai đều nóng giận, to tiếng sẽ dẫn tới mất kiểm soát, không giữ bình tĩnh và làm tổn thương người yêu. Còn sự lắng nghe là để hiểu người bạn đời của mình muốn gì, gặp khúc mắc gì và tìm cách tháo gỡ. Trong chuyện tình cảm, thời gian là thước đo, bài kiểm tra cho cả hai. Quỳnh Lam tâm sự. Bạn trai của nữ diễn viên tên là Alex, sinh ra tại Anh, cao 1m8. Hiện anh là giáo viên tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh.